Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft mang tên Vua Rồng Ta. Yeah. Ok, thì có con bò kìa, mình sẽ giết nó lấy thịt cho bạn ơi. Mày hả mày? Thì hiện tại là mình đang đi farm thịt bò mấy bạn ơi. Đó, thì thịt bò farm để làm gì nào? Thì những bạn nào đã xem tập trước rồi đó, chắc chắn các bạn cũng biết được rằng là trong tập trước mình đã gọi là ấp được một cái trứng rồng của một em rồng chúa mấy bạn ơi. Rồng chúa luôn á nha, chứ không phải là rồng bình thường đâu nha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem đây. Đó, mình sẽ chịu hỏi ra nè. Bùm, đây. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là em rồng chúa của chúng ta. Bắt nó vô lại, không cho nó đi tung tung. Đó, thì mình đang đi gọi là giết bò để mình lấy thịt. Giết bò, giết cừu, giết heo gì cũng được, con gì cũng được, miễn là có thịt để mình chế tạo thêm thức ăn cho nó. Mình sẽ nuôi cho nó to khổng lồ luôn các bạn ơi. À, đây ở đây mình cảm thấy là có rất là nhiều bò xung quanh này, cho nên mình sẽ lên trên đây để mình kiếm thêm bò các bạn ơi. Chỗ này là nó có một cái ngôi làng nè, nhưng mà hiện tại là mình chưa cần vào đâu. Cái ngôi làng nào cũng chỉ có vài món đồ bình thường thôi. Ui, khát nước rồi, để mình uống miếng nước đã. Trời ơi, khát nước quá, khát nước quá. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi farm thịt nha các bạn. Thì có lẽ là tập này nó sẽ hơi ngắn một tí. Mình nghĩ rằng nó tầm 15 phút hoặc 16 phút gì đó. Nó không được dài lắm, bởi vì là nhiệm vụ chúng ta hôm nay chỉ là đi giết cừu, sau đó là làm thịt và gọi là chế tạo thức ăn để nuôi lớn con rồng chúa của chúng ta thôi. Đó, thì xung quanh đây có nhiều cừu quá nè. Để mình đi mình giết hết. Wow, quá trời cừu luôn các bạn ơi. Có nhiều bạn bảo mình là anh ơi, tại sao anh không để dành mấy con bò, mấy con cừu lại để nuôi mà anh giết hết vậy? Thì mấy bạn cứ yên tâm đi, gần nhà mình có nhiều lắm. Còn chỗ này là xa nhà mình rồi. À không, ớ, tính ra nó cũng gần nhà mình nha. Nhà mình ở bên cạnh bên kia luôn kìa. À, thôi kệ đi, nói chung là để mình đi kiếm sau. Còn mấy con này tạm thời mình cứ giết trước đi. Đó, à, mai này. Ui, chỗ này có cây táo nữa bạn. Wow, có một quả táo nè. Đâu để mình chặt thử nha. Ồ, nó rơi được quả táo nữa bạn ơi. Wow, 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 chỗ này cũng có một trái táo đó nè. Ồ, vậy đây chính là cây táo hả? Hợp lý nha. Ôi, mấy bạn ơi, làm cách nào để mình có thể gọi là lấy được cái cây táo này về nhà ông ta? À, mình không biết cách đem nó về, nhưng thôi kệ đi. Nói chung là có cây táo đây đúng không? Mình sẽ đánh dấu chỗ này lại. Đây, mình có một cái quyển bản đồ các bạn ơi. Mình sẽ đánh dấu chỗ này lại nha. Đây, đánh vào đây. Mình đặt tên là cây táo. Ok. Rồi, chúng ta đã có được một địa điểm là một cái cây táo các bạn ơi. Mai này cần táo hay gì ra đây farm. Ở trong đây nó mọc táo nè. Rồi ok. Mấy cây táo này thường thường nó rất là hiếm luôn. Mình để ý là từ trước giờ mình mới thấy được con cây thôi à. Rồi, mình sẽ đi giết hết cái đống cừu này. Ui, bên kia còn rất là nhiều bò các bạn ơi. Ôi, có chị bán cà lem đây nè. Mình sẽ đứng đây cho chị hồi máu cho mình. Mình đang bị thương, với lại là máu của mình đang bị hết, cho nên mình sẽ đứng đây cho chị hồi máu. Hồi máu giúp em đi chị bán cà lem. Rồi ok, hồi máu xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Đói bụng quá, để coi coi. Đây, nãy mình chém con bò mình được miếng thịt bò bít tết chín nè. Mình sẽ ăn luôn. Rồi, tiếp tục nào. Mày hả bò? Mấy con bò này các bạn là mình phải giết liền, chứ mình không để cho nó bị cháy chết. Nó bị cháy chết là chúng ta sẽ có thịt bò, gọi là thịt bò chín, là chúng ta không chế tạo được thức ăn cho con rồng của chúng ta đâu. Cho nên là mình phải giết bọn nó trong lúc bọn nó gọi là còn sống như thế này. Giết chết một phát một là chết luôn, thấy không? Đó, thôi nó bị cháy chết là nó sẽ ra thịt bò chín, không nấu ăn được. Ok, ở bên đây là nó có sắt nè, với lại chẳng còn gì nữa thì phải. Ok rồi, thôi mình nghĩ rằng nhiêu đây thịt bò cũng là đủ rồi nè. 64 nè, với lại là bên đây, ôi 64 với lại 11, wow nhiều nha. Với lại thịt cừu cũng được 34 miếng rồi nè. Với lại mình có được một đống xương hồi nãy mình đi qua mấy cái bãi rồng mình lấy. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà, chúng ta chế tạo thức ăn cho con rồng của chúng ta nha các bạn. Ok, let's go đi thôi nào. Về tới nhà rồi các bạn ơi. Đây, trời ơi, con rồng lửa của mình nó to đến cỡ này luôn rồi hả? Thôi trời, từ trước đến giờ mình để ý nha, là con rồng lửa này chính là con rồng còn tội nghiệp nhất luôn á. Tại vì là bây giờ mình ấp nó ra xong, mình để nó bên dưới cái hố từ trước đến giờ luôn. Mình chưa cho nó gọi là chưa cho nó giáp, chưa cho nó gọi là yên gì hết. Có lẽ là đây chính là con rồng mà bị mình vô tâm nhất nè. Thôi trời, ok thôi, mình vô mình chế cho nó luôn, chứ nhìn nó tội quá mấy bạn ơi. Ok, nhưng mà trước khi chế cái gọi là giáp cho nó thì mình sẽ chế cho mình thức ăn cho con rồng chúa của mình đã. Con rồng chúa của mình vẫn là nhất mấy bạn ơi. Đó, để vào đây như thế này đúng không? Đó, đúng rồi nè. Vậy chúng ta sẽ chế được thịt cho gọi là con gì ta, con rồng của chúng ta. Rồi, mình sẽ bỏ hết đống xương vào đây luôn. Ok, sau đó bỏ thịt vào. Rồi, mình sẽ được 8 miếng nè. Rồi, tới lượt thịt bò nè. Thịt bò sẽ được bao nhiêu đây? 16 miếng.
24 miếng thêm 2 miếng nữa sẽ được 26 miếng. 26 miếng không biết được rằng là sẽ làm cho con rồng của chúng ta to được bao nhiêu đấy các bạn ơi. Để mình xem thử nha. Rồi để mình triệu hồi con rồng ra nè. Bùm, ok. Rồi con rồng của chúng ta hiện tại là nó đã to được một tí thế này rồi. Mình sẽ cho nó ăn để to thêm nha. Ăn đi ăn đi. Nó phải to, đủ to thì chúng ta mới cưỡi nó được các bạn ơi. Ô ô ô, trời ơi mấy bạn xem nè. Nó khá là to rồi nha. Hồi nãy là nó chỉ to một chút thôi, còn giờ là to lắm luôn rồi đó. Không biết nó còn đậu trên vai mình được không ta. Ui nó bay rồi. Ui rồng ơi, cho mình bị khát nước, từ mình uống nước đã. Ôi con rồng của mình nó bay các bạn ơi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Mình phải bắt nó lại, mình phải bắt nó lại. No no no. Rồng ơi đứng lại con ơi, đừng bay đi mà. Rồng. Trời là trời, chết rồi các bạn ơi. Nó đủ lông đủ cánh, bây giờ nó bỏ mình đi rồi. Mày bị kẹt vô cây rồi hả con? Mày này, trời ơi là trời mấy bạn ơi. Nó đủ lông đủ cánh rồi, nó đủ to rồi, nó bay đi, nó bỏ mình. Trong khi đó mình là người đã nuôi dạy nó, mình đã là người đã đi kiếm thức ăn cho nó ăn. Vậy mà nó dám bỏ mình đi, con rồng này thật là hỗn láo quá đi. À, hình như là mình đã quên đi một thứ gì đó thì phải. Ok, đúng rồi, luôn rồi, đúng luôn rồi. Lý do mà con rồng nó bay đi, mình đã biết lý do là sao rồi. Đó chính là con rồng này các bạn ơi, cần phải có một cái cây gậy. Người ta gọi đó là gậy gì ta? Chúng ta sẽ gõ vào đây chữ giờ dragon. Giờ dragon các bạn ơi, đó. Rồi chúng ta sẽ xem nè, trong đây nó cho chúng ta một cái cây gậy. Đâu ta, cái cây gậy đó đâu ta, để mình xem coi. Cây gậy hình cái đầu của con rồng. À đây các bạn ơi, thấy rồi đây. Đó chính là cây gậy hình đầu của con rồng đó các bạn. Thì muốn con rồng nó không bay đi, chúng ta cần phải có cái cây gậy này để cho con rồng nó ngồi yên một chỗ. Bây giờ mình sẽ chế tạo nha. Mình là mình có cái đầu rồng rồi nè. Mình sẽ lấy cho mình thêm que. Que đâu hết ta, lần trước mình cất ở đâu rồi? Đây đây đây, bên đây. Rồi chúng ta chỉ cần bỏ cái que vào đây, sau để một cái đầu của con rồng vào, chúng ta sẽ được một cái cây gậy rồng như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho con rồng của mình đứng yên chỗ nha. Mình sẽ triệu hồi ra nè. Búp. Rồi ngồi xuống mày. Đó, nó đang ngồi xuống nữa bạn ơi. Mình sẽ cho đứng lên nha. Đứng lên mày. Đó, đứng lên, thấy không? Ngồi xuống. Chạy đi đâu cho thoát. Mày đủ lông đủ cánh rồi bỏ tao đi ha. Bây giờ mình đã có được cái cây gậy này rồi, mình sẽ cho nó ngồi im luôn bạn ơi, khỏi đi đâu luôn. Rồi bắt mày lại nè. Ok. À quên nữa, lần trước á mình sử dụng cái cây gì ta, cái cây này nè các bạn, cái cây để triệu hồi con rồng với lại là nhốt con rồng vào nè. Thì có nhiều bạn bảo mình là anh ơi cái này là cái tù và, mà anh ơi cái này là cái càng rồng mà không phải là cái chuồng đâu. Nhưng mà mình muốn gọi nó là cái chuồng để cho mấy bạn dễ nhớ hơn, hiểu không? Nó quen thuộc hơn các bạn, hiểu không? Bởi vì là bất cứ cái gì khi mà nhốt một con vật vào bên trong, người ta sẽ gọi là cái lồng hoặc là cái chuồng, cho nên là mình gọi nó là cái chuồng rồng đi, nghe cho nó thân thuộc, đúng không các bạn? Cho nên mấy bạn đừng có bắt lỗi mình đó nha. Trời ơi là trời. Ok. Rồi à quên nữa, bây giờ tới lượt con rồng lửa này. Con rồng lửa này mình nghĩ rằng là mình sẽ chế cho nó cái yên đi, với lại cho nó ăn nữa để mình thu phục nó luôn. Ok. Coi cá mình còn không ta. Hình như là hết cá rồi thì phải. Thôi xong tôi rồi. Cá ở đây còn mấy con cá nóc nè, lần trước đập lúc kịp lóc được nè, ăn đi. Ăn đi mày. Ok. Rồi, nó đã bị thu phục rồi các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ chế cho nó cái yên ngựa. Yên ngựa, yên ngựa. Hình như là lần trước đập lớp kịp lóc mình có sẵn một cái luôn á, khỏi cần chế. Đây, yên ngựa đây. À, yên ngựa để cưỡi cho rồng. Nghe hơi bị vô lý tí. Rồi ok, leo lên nè. Bay lên. Trời ơi mấy bạn ơi, con rồng lửa này trông nó hợp với bộ đồ của mình ghê luôn các bạn. Rồi ok, để mình coi con rồng lửa này nó có phun lửa được không nha. Mình sẽ thử nha các bạn. Phun nè. Wow, phun lửa bạn ơi. Wow, kinh khủng thiệt chứ. Phun lửa nè, bây giờ mình sẽ thử cho nó phun vô cái cây, coi cái cây nó có bị cháy không nha. Sẽ thử phun vô cái cây coi. Phun nè. Phun. Ồ, nó cháy đất luôn bạn ơi, chứ nó không có cháy cây. Hình như là mình phải phun xuống dưới đất, sau đó là nó cháy cỏ, nó mới cháy cây. Ôi coi, no, cháy rừng, cháy rừng. Mình mới vừa phạm phải một cái sai lầm rồi, cháy rừng rồi, no, không được. Cháy rừng. Rồng ơi, đi thôi con. Ơi, chắc không sao đâu nha. Rồi để mình đưa con rồng lửa mình lên trên đây. Đó. À, có xương không? Đây có xương đây. Ngồi xuống mày. Ngồi xuống. Ok. Rồi. Ờ đúng rồi mấy bạn ơi, hiện tại là mấy bạn thấy là mình chỉ còn có hai con rồng thôi, một con rồng nước và một con rồng lửa. Lý do là bởi vì trong một cái tập gọi là mình đi thám hiểm mấy bạn, thì vô tình mình đã làm lạc mất con rồng Ender của mình rồi. Nhưng mà không sao, mình nghĩ rằng rồng Ender mai này mình đi giết con rồng Ender ở bên dưới gọi là Ender á, thì mình sẽ có được sau. Đó thì không sao cả. Rồi
Bây giờ mình đã có được hai con rồng với lại là một cái con rồng người ta con rồng chúa này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải cho con rồng chúa nó ăn thêm để nó to hơn các bạn ơi. Con rồng chúa này nó cần phải có một cái độ to ơi là to luôn thì nó mới có thể gọi là nó mới có thể gọi là cưỡi được. Còn bây giờ nó vẫn còn nhỏ lắm, chưa cưỡi được đâu, cho nên chúng ta sẽ cần phải đi kiếm thêm thịt và kiếm thêm xương các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi là đi kiếm thêm thịt và thêm xương nha. Xương thì hiện tại là mình còn có mấy cái xương rồng thôi. Xương rồng thì tất nhiên là không ăn được rồi. Xương rồng nó rất là quý luôn, không thể nào ăn được. Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ cưỡi con rồng của mình đi lên trên mấy cái ổ của mấy con rồng á, sau mình vô nó mình farm xương rồng. Với lại là mình sẽ đi sẵn rồi mình kiếm thêm thịt bò, thịt cừu đồ để mình nuôi con rồng lửa này nha. À không, con rồng chúa mới đúng chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy con rồng lửa mình cưỡi đi đi. Để mình leo trên đây. Cưỡi đi kiếm thức ăn cho con rồng chúa các bạn ơi. Bay đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thức ăn nha các bạn. Let's go. Mấy bạn ơi, nếu như các bạn để ý thì phía trước chúng ta đang có một cái gọi là một cái cột này, người ta gọi là tháp quái đúng không ta? Đúng rồi, một cái tháp quái nè. Thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ vào đây để farm quái skeleton để chúng ta lấy được xương của bọn nó. Hình như bên đây cũng có một cái tháp nè. Mình sẽ farm từ trên xuống đi cho nó dễ hơn. À bên đây nè, bên đây nè. Mình sẽ bay qua đây. Rồi mình sẽ để con rồng mình ở đây nha. Ok. Ấy da. Đẻ ơi. No no. Còn giờ mình sẽ vào đây để mình gọi là farm một ít skeleton để mình lấy xương. À, ai sẵn ở đây có skeleton luôn nè, hợp lý. Mình sẽ che này lại nè. Rồi, chỗ này là có skeleton nè đúng không? Trong này không có gì hết. Bây giờ là mình sẽ gọi là lắp cái máy này lại để cho nó tối một chút thì con skeleton nó sẽ được spam ra. Thì mình sẽ đứng đây mình farm skeleton nha anh em. Ok. Ok các bạn ơi, thì mình vừa mới lắp cái chỗ của con skeleton lại đây thì bây giờ nó đã xuất hiện trong mình nè. Ui nó bắn mình, nó bắn mình. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình farm nha các bạn. Trời à, chứ gì chứ mấy con skeleton này farm dễ ẹt. Mày hả mày? Ui, ui bắn cũng đau lắm nha, phải dễ nha. Ây da, ây da. Ui đông thế. Trời ơi, cái giáp rồng của mình coi bộ là đỡ không đợi không nổi rồi. No no no. Ôi trời ơi, coi bộ là hơi đông nha. Ok không sao không sao, cứ đứng này farm tí là được. Ờ nó bắn hơi đau tí các bạn ơi. Có lẽ là mình nên chế cái khiên, nhưng mà giờ không còn thời gian đâu, đứng đây farm thôi. Đánh hả? Tính bắn tao à? Bắn nè. Bắn đi. Rồi. Ui ui còn. Ui ui. Nó xuất hiện là mình phải giết liền các bạn ơi. Ây da. Ok bạn ơi, hồi nãy mình hơi chơi ngu tí, đáng lẽ ra mình nên đem theo cái khiên. Ui mà nó đánh nhau kìa các bạn ơi. Wow, nó bắn nhau kìa. Đông vãi, đông vui thế cho mình chơi với các bạn ơi. Ui mà nó bắn nhau các bạn ơi. Wow. Đứng ở ngoài tí mà nó spam nhiều như vậy luôn hả? Chắc vài bữa nữa chế tạo một cái máy farm skeleton quá. No no no, từ từ mấy cưng. Bắn từ từ thôi cho anh bắn với chứ. Bắn nhau đi. Bọn nó đang bắn nhau các bạn ơi. Wow, đứng đây tha hồ farm bạn ạ. Mày à mày. Mày. Ê. Mày hả? Ui, có con lửa màu tím luôn kìa. Con này là VIP á nha. Ui 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 trời trời. Trời ơi. Mình phải dùng khiên để mình đỡ các bạn ơi. Nó lại con nào lại gần mình thì mình bắn con đó. Ô con mà nó bắn nhau kìa. Vui vãi đạn luôn trời. Ôi dồi ôi, mấy bạn ơi, mấy bạn xem này, bọn nó đánh nhau rê quá trời xương ra luôn các bạn ơi. Wow 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 wow. Ok, rồi cái tầng này là mình thấy là mấy cái lồng nó biến mất hết rồi đó. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ xuống dưới mấy cái hang bên dưới để mình farm tiếp nha các bạn. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ phải farm thêm một ít xương nữa các bạn ơi. Và mình nghĩ rằng cái thời gian farm này sẽ hơi tốn một chút. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ tua nhanh đoạn này nha. Để mình farm cho đủ số xương luôn. Chứ không thôi sẽ tốn thời gian của các bạn rất là nhiều. Cứ đứng đánh skeleton như thế này sẽ rất là chán và rất là tốn thời gian luôn. Cho nên mình sẽ tua nhanh đoạn này nha anh em. Ok. Rồi ok, hình như là tầng này là tầng cuối luôn phải không ta? Ok, tầng cuối luôn rồi. Ok bạn ơi, thì mình từ nãy giờ cũng đã farm khá là lâu rồi. Và mình xuống đây mình cứ đứng cho bọn nó spam ra, xong mình đập, mình giết bọn nó. Rồi mình đã farm được rất là nhiều đồ ở đây. Và rất là nhiều xương đó bạn ơi, hình như là hơn 3 stack xương luôn. Còn mấy cái thịt zombie hay gì thì mình không có farm, mình đập hết rồi. Mấy cái lồng zombie thì mình đập hết. Mình chỉ chừa lại mấy cái lồng của skeleton thôi. Thì mình farm cũng được khá nhiều. Và hình như tầng này tầng cuối phải không ta? Ồ, rồi mình nghĩ rằng mình lên chơi được rồi đó. Ôi, ui rồi ôi chúng nham. Thôi xong rồi. Rồi chúng chung nham là chết rồi. No. Đừng chết cháy nha. Ok. May quá có cái giáp rồng lửa không bị chết cháy các bạn ơi. Ôi trời là trời, sao mình hậu đậu quá ta. Rồi giờ mình nghĩ rằng mình sẽ leo lên trên và mình đi farm một ít thịt nha các bạn. Đi xuống tầng này hình như là cũng 8 tầng hay sao á. Giờ leo lên trên coi bộ hơi bị mỏi chân luôn nha. Rồi ok, ra ngoài đây. Hình như chỗ này là chỗ con rồng hương hay sao nè.
mình thấy lửa, mình thấy gọi là cái khu này nó có quá trời gọi là than đồ lửa rồi luôn nè. Hình như con rồng mới đi ngang qua đây các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi mình kiếm con rồng lửa của mình rồi mình bay đi nha. Ủa, bên đây nó có gì nè? À, nó có mấy con hươu các bạn ơi. Hình như là thịt con hươu cũng chế được đúng không ta? Mình sẽ thử lấy mấy thịt con hươu mình chế thử. Mày hươu. Mày này. Ok, thịt hươu hình như là cũng chế được các bạn ơi. Lượm nè. Ờ à, đâu? Đây. Ủa, tại sao lại là thịt bò sống? Ủa, thịt cái con hươu là thịt bò hả ta? Lạ nhờ. Rồi để mình đi kiếm con rồng của mình rồi mình bay đi kiếm thêm ít thịt nữa bạn ơi. Đây 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 đây, thấy rồi. Con rồng của mình đang nằm bên đây nè. Ok. Wow. Mày quá, tưởng mày bay đi đâu xa chứ. Bay lên trời nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi farm thêm thịt nha các bạn. Ui, một con rồng. Oh no, không giỡn. Bay đi các bạn ơi, không nhờn với mấy con đó được, không nhờn. Mình đang trên đường đi kiếm thịt bò, thịt cừu chứ mình không phải ở trên đường đi quýnh lộn, cho nên là mình sẽ không đánh với mấy con đó đâu. Ơi, bên dưới đây nó có cừu nè. À, hợp lý. Một con. Mình sẽ giết tiếp các bạn ơi. Giết nhiều để mình còn nuôi cho con rồng của mình lớn lên rồi mình còn có rồng mình cưỡi, rồng chúa luôn, siêu ngầu. Rồi. Còn không ta? Ô, dưới đây có cừu với heo nè. Wow! Hợp lý. Quá trời heo luôn. Mấy con heo này đập một phát là chết liền gì. Farm mấy con này đem về là tha hồ mà có thức ăn luôn. Wow. Một nùi luôn các bạn ơi. Ở bên đây còn không? Đây, bên đây còn nhiều lắm mấy bạn ơi. Wow, bên đây một đống nữa nè. Rồi bên đây còn thêm một đống nữa, trời ơi. Nhiều thế. Wow, kỳ này bộn rồi nha, khỏi đi đâu xa hết. Có gà luôn nè, giết gà luôn. Có con gì, giết con đó. Lấy để làm thức ăn cho con rồng. Giết mày luôn. Gà mà tập bơi hả mày? Mày làm như mày là con vịt hả mày? Mày làm như mày là Mr. Vịt vậy mày đi tập bơi. Gà nè. Gà này, ok. Rồi ok bạn ơi, mình nghĩ rằng là mình sẽ tranh thủ mình farm một tí nha. Và mình sẽ quay trở lại với mấy bạn sau nha. Không thôi là sẽ tốn thời gian của mấy bạn đó. Ok, rồi mình đi farm đây và mình sẽ quay trở lại nha, sau nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, mình đang đi farm thịt thì mình mới phát hiện ra một thứ này các bạn ơi, các bạn xem nè. Đây, con rồng hồi nãy chúng ta gặp á mấy bạn, nó đang nằm ngủ đây. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ trong lúc nó ngủ, mình đi qua, mình sẽ dùng cái kiếm này mình thông đích nó nha. Trời là trời, mình sẽ giết nó. Mình sẽ có được thêm một con rồng nữa. Ok, à không phải thêm con rồng mà là mình sẽ giết nó để mình lấy thêm da rồng với lại xương rồng. Ok, nó đang ngủ kìa các bạn ơi. Mày ngủ á, cho mày ngủ nè, bây giờ tao sẽ qua tao giết mày rồng ạ. À, ngủ đi con, ngủ đi, trời. Ui, nó dậy ơi, ui, giết nó. Mày á. Ui nó dậy các bạn ơi, nó dậy rồi. Dưới nó. Ui. Đánh không lại các bạn ơi. Trời, con rồng này nó khỏe quá mấy bạn ơi. Trời là trời, nó quýnh mình hư mất cái mũ luôn rồi nè. Mất tiêu luôn cái mũ của tôi rồi. Thôi trời, thôi xong, tôi về. Con này là nó bay lên trời các bạn ơi, cho nên quýnh không lại rồi. Mình phải chế tạo một cái nỏ thì may ra mình mới quýnh lại nó được. Chứ bây giờ nó chơi nó cứ bay lên trời hoài à, không đánh lại đâu. Nó đánh mình đến nỗi mình hư mất luôn một cái mũ luôn rồi nè. Cái mũ rồng của mình, trời ơi trời. Thôi về. Ơi thêm con nữa hả? Không giỡn nha, không giỡn anh ơi, em không giỡn. Trời ơi trời, hư mất cái mũ rồi, đánh nhau gì nữa trời. Không giỡn. Thôi về còn nuôi con rồng chúa nữa. Tụi mày nhớ mặt tao nha. Tao nuôi con rồng chúa to lên sao tao quay lại tao xử hết đám tụi mày. Mấy con rồng ách con này, tức thiệt chứ. Mấy con rồng này mình phải sử dụng rồng chúa, mình cưỡi lên hù nó cho bọn nó sợ bạn ơi. Rồng chúa to gấp mấy lần mấy con rồng này luôn á. Thôi về nhà. Trời ơi là trời, đâu vãi. Game khó vãi nổi bạn ơi. Trời ơi là trời, thôi. Để mình cất đồ vào trong rương hết rồi mình sẽ xem coi mình đã kiếm được bao nhiêu thịt, bao nhiêu xương nha. Trời ơi là trời, đánh nhau với con rồng nó nói mà hư luôn một cái mũ rồng của mình luôn rồi. Khổ ghê luôn á. Trời ơi. Rồi để mình xem coi. Hiện tại là mình đã kiếm được gọi là 3 stack thịt bò nè. À không, hình như là hơn luôn phải không ta? À đây, thêm 5 miếng nữa nè. Hơn 3 stack thịt bò với lại là 19 miếng thịt heo. 19 miếng thịt heo với lại là 22 miếng thịt gà. Với lại là 42 miếng thịt cừu. Cái bộ là trong cái world này bò khá là nhiều các bạn ơi. Mình bay đi bay lại một vòng thôi, mình farm được rất là nhiều bò luôn. Có lẽ là ở đây là cái vùng này là spam rất là nhiều bò luôn các bạn ơi. Cho nên là có rất là nhiều thịt bò. Còn xương á thì hồi nãy mình đã farm trong skeleton. Với lại là mình đi mình lấy ở trong những cái ổ rồng cũng được kha khá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo thức ăn cho con rồng nha các bạn. Ok.
Rồi để mình chế coi, coi bộ là kỳ này đi đánh nhau với con rồng mà mình thua, nhưng mà mình thu lại được rất là nhiều thịt, rất là nhiều nhiều xương luôn. Cái ổ rồng hồi nãy mình kiếm được nhiều xương lắm mấy bạn ơi. Rồi, chế nè. Ok. Rồi, quá trời thịt bò luôn các bạn ơi, cho vào hết. Ok, đổi ra nè. Wow, hết xương mà vẫn còn dư thịt bò các bạn ơi. Đổi ra nè. Ok, chế ra luôn. 43 miếng. Wow, nhiều nha, nhiều nha. Cái bộ chuyến này là không uổng công đi farm nha. Đâu rồi, đâu con rồng rồi. Đây, con rồng đây. Mình sẽ để con rồng ra ngoài nha các bạn. Ra ngoài đây, ra ngoài đây. Ok. 1, 2, 3. Rồi. Ăn đi. Mình sẽ cho nó ăn nha. Kể, kể cái khiên ra. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, các bạn coi nè. Trời ơi, nó đang to lên đó bạn ơi. Wow. Wow. Trời ơi, bay được không, bay được không? Ui, con này là bay là không cần yên cưỡi luôn các bạn ơi, bay được luôn nè. Wow, 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 wow. Để mình bay xuống dưới, bay xuống dưới. Ủa, con này làm sao xuống được? Ơ, con này làm sao xuống được? Ủa, sao không xuống được? Xuống. Ủa, mấy bạn ơi, con rồng này mình khó cưỡi quá à. Mình không thể nào cưỡi cho nó bay xuống dưới được. Ơ, kìa, kìa. Ủa, kìa. Ủa, giờ làm cách nào để bay xuống ta? Mấy bạn ơi, con rồng này khó bay quá à. Mặc dù là nó to thiệt á, nhưng mà mình không biết cách thì mình bay xuống. Ấy, té. Ok. À, con rồng này coi bộ là hơi khó bay xíu bạn ơi. Wow, nhưng mà coi bộ nó to thiệt luôn á. Nó to hơn mấy con rồng này của mình luôn các bạn ơi. Ủa sao mấy con rồng bay lung tung quá vậy? Thôi thôi kệ đi, tí nữa mình thù vô. Wow, mấy bạn xem nè. Rồng chúa nha, không phải rồng bình thường đâu nha. Hơi bị to đấy. Ôi, nó to hơn mình gấp mấy lần luôn các bạn ơi. Wow. Ok. Ok anh em ơi, thì trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Thì mình đã đi farm rất là nhiều thịt, một cái thời gian cực kỳ cực khổ luôn. Nếu mình tính là khoảng 2 tiếng rưỡi để mình farm thịt. Và mình đã farm được đủ thịt và đủ xương để mình nuôi con rồng mình to lên được một tí nè, thấy không? To được cỡ này mình nghĩ rằng nó còn to hơn nữa cơ. Nó sẽ còn to hơn nữa cơ, nhưng mà bây giờ mình hết thịt rồi, mình hết xương rồi, cho nên mình không cho nó to hơn thêm nữa được. Ok. Rồi, mình nghĩ rằng là video đó đây cũng đã dài rồi, và mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và mình cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1.000.000 subscribe nha anh em. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye.